Câu hỏi của đề bài là hãy tìm giá trị của số hạng thứ 100 trong dãy số sau, lần lượt là 15, 9, 3, trừ 3. Hãy cùng viết chúng vào bảng nhé. Đầu tiên, ta có số hạng và giá trị tương đương của nó. Giá trị của số hạng đầu tiên là 15. Số hạng thứ hai là 9. Số hạng thứ 3 là 3. Trong lúc điền bảng, hãy chú ý là bạn ghi đúng thứ tự và giá trị của các số hạng nhé. Số hạng thứ 4 là trừ 3. Và đề bài hỏi tụi mình về giá trị của số hạng 100 của dãy số này sẽ là gì? Hãy cùng phân tích nào. Bạn có nhận ra quy luật nào không? Khi mình đi từ số hạng đầu tiên sang thứ 2, điều gì đã xảy ra? Từ 15 thành 9, mình đã trừ đi 6 đơn vị. Hãy luôn chú ý về sự thay đổi về mặt tăng giảm của các số, vì đây là quy luật đơn giản nhất. Như vậy, chúng mình đã trừ đi 6. Tiếp đến, từ 9 xuống 3, mình cũng tiếp tục trừ 6 đơn vị. Trừ 6. Và cuối cùng, từ 3 xuống trừ 3, mình vẫn tiếp tục. Trừ 6. Trừ 6. Như vậy, với mỗi số hạng, mình đều trừ 6. Suy ra số hạng thứ 2 sẽ nhỏ hơn số hạng thứ nhất 6 đơn vị. Tiếp đến số hạng thứ 3 sẽ nhỏ hơn số hạng thứ nhất 12 đơn vị, tức là trừ 6 2 lần. Với số hạng thứ 3, mình sẽ trừ 6 2 lần. Tương tự với số hạng thứ 4, mình sẽ trừ 6 3 lần. Suy ra với mỗi số hạng n cần tìm, mình sẽ trừ 6 với n trừ 1 lần. Để mình ghi rõ hơn nhé. Chú ý đến số hạng đầu tiên là 15 và mình không trừ 6 đâu, tức là mình trừ 6 không lần. Bạn có thể ghi là 15 trừ 6, hoặc mình sẽ ghi cách này cho dễ hiểu, trừ 0 nhân 6 sẽ cho ta giá trị của số hạng đầu tiên. Số hạng thứ hai là gì? Ta có 15 trừ 6 một lần, hoặc có thể ghi là trừ 1 nhân 6, tức là cộng 1 nhân trừ 6, cách nào cũng phải trừ 6. Tiếp theo với số hạng thứ 3, ta có 15 trừ 6 2 lần. Trừ 2 nhân 6. Số hạng thứ 4 thì sao? Ta có 15 trừ 6 3 lần. Trừ 3 nhân 6. Nếu bạn nhận ra quy luật này, với số hạng thứ 4, ta sẽ trừ 6 3 lần. Số hạng thứ 3 trừ 6 2 lần. Số hạng thứ 2 trừ 6 1 lần. Vì vậy, với số hạng n, giá trị của nó sẽ là gì? Ta có 15 trừ n trừ 1 lần. Trong khi n bằng 4, n trừ 1 là 3, n bằng 3, n trừ 1 là 2. Khi n bằng 2, n trừ 1 là 1. Và khi n bằng 1, n trừ 1 là 0. Vậy chúng mình có thể kết luận số hạng ở đây là n trừ 1 nhân 6. Quay lại với câu hỏi, nếu muốn tìm số hạng thứ 100, mình không cần phải ghi theo dạng tổng quát này, chỉ cần nhìn vào quy luật, nó sẽ là số hạng thứ 100, tiếp tục điền vào bảng, sẽ là 15 trừ 100 trừ 1 là 99 nhân 6. Mình chỉ đang nhận theo quy luật ở trên, 1 tương ứng với 0, 2 với 1, 3 với 2, 100 sẽ tương ứng với 99. Hãy tính xem nó là bao nhiêu nhé. 99 nhân 6. Bạn có thể tính nhẩm rằng nó sẽ bằng 6 đơn vị nhỏ hơn 100 nhân 6, tức là 600. Rồi trừ 6 là 594, hoặc là bạn có thể tính theo cách truyền thống. 6 x 9 là 54, nhớ 5. 6 x 9 là 54, cộng 5 là 59. Vậy, phần này sẽ là 594. Tiếp đến với số 15 trước đó, mình muốn tính 15 trừ 594.
Nó có thể hơi rắc rối, nhưng cách mình làm trong đầu là biến đổi nó thành số âm của 594 trừ 15. Nếu bạn không tin mình, hãy nhân phân phối dấu trừ này. Trừ 1 nhân 594 là trừ 594. Trừ 1 nhân trừ 15 là cộng 15. Vì vậy hai biểu thức này là tương đương nhau. Mình thường hay dùng cách này hơn vì nó dễ hơn. Vậy 594 trừ 15 là gì? Bạn có thể tính nhẩm nó trong đầu. 594 trừ 14 sẽ là 580. Trừ 15 thì mình sẽ lấy 580 trừ 1 sẽ bằng 579. Nhớ là phải hạ dấu trừ nữa nhé. Suy ra số hạng thứ 100 của dãy số sẽ bằng trừ 579.